nói với anh mẹ rất thương em. Thương vì nết na nhu mì ngoan hiền, ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước cậy người qua mối mai trầu cau. Nếu như các bạn có nhu cầu mua sắm một cặp loa để hát karaoke trong gia đình, rồi có thể ghép với các dòng âm ly bãi 506 hay những dòng đẩy công suất vang dời mà chúng ta có thể mua được hàng hiệu với mức giá dưới 10 triệu đồng, thì các bạn đang nhìn thấy trước mắt đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất. Vậy cụ thể là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng dõi theo. Tất cả mọi yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Bạn nào có nhu cầu sửa chữa những thiết bị audio của gia đình, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn quan tâm đến sức khỏe của gia đình và các thành viên có thể lựa chọn những dòng sản vật của núi rừng Tây Bắc, những vị thuốc dân gian theo số điện thoại và Zalo đang hiển thị phía trên góc trái của màn hình. Các bạn thân mến, nói đến dòng loa DK của Anh Quốc, chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ với những dòng UK10, UK12, KH10, KH12 vân vân. Những dòng KH thì luôn luôn sử dụng chép của nó là nam châm đất hiếm, thì các bạn nhớ đối với những dòng UK thì tất cả bát và chép của nó đều là nam châm ferrit, tức là nam châm sắt. Còn đối với những dòng KH ở bất cứ một số nào, ở model nào, thì các bạn nhớ có chữ KH thì nó sẽ gắn liền với chép sẽ làm bằng nam châm đất hiếm. Thông thường thì nam châm đất hiếm sẽ đẩy giá thành của sản phẩm lên cao, nhưng các bạn thấy những dòng hàng bã như thế này sẽ cho các bạn một trải nghiệm rất tuyệt vời, chỉ vài triệu đồng thôi ta đã mua ngay được một trong những cặp loa bãi xịn sò. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn chính là những cặp loa DK KH10, tức là sử dụng nam châm đất hiếm ở chép, và tôi đã tháo lòng một chiếc bên tay trái. Sang lát nữa sẽ mời các bạn cùng quan sát. Các bạn có thể tìm những bản test của tôi bằng cách vào YouTube. Ở trong mục tìm kiếm của YouTube ấy, các bạn gõ chữ Cương Audio DK, các bạn sẽ thấy tôi test rất nhiều những cái bản test như thế này rồi. Đây là những dòng loa anh em rất là yêu thích, và ngày hôm nay tôi về được 5 đôi nữa. Thế các bạn thân mến, tôi vẫn cứ nói vui với các bạn rằng mua loa thì nó cũng giống như cái việc chúng ta lấy vợ ấy mà. Đấy, nếu như khéo léo tinh ý một chút thôi là ngon bổ rẻ. Nó giống như nhiều khi ra ngõ lại gặp người con gái ngoan hiền, vừa đẹp nết vừa đẹp về sắc, thì mua loa bãi nó cũng kiểu kiểu như vậy. Nhiều khi có những cặp loa tìm mãi thì không thấy về Việt Nam, nhưng nhiều khi thì chúng ta cứ ra cửa là gặp thôi. Thì cái chuyện mua loa thì tôi cứ nói vui ví von giống như cái chuyện lấy vợ ấy. Đấy, thân trai 12 bến nước, may mắn thì họt hạt vào đài các, không may mắn thì hoạt ra ruộng cày. Nói cho nó vui, cho nó hài hước. Các bạn thân mến, đây là những cặp loa DK KH10. Đây là những cặp loa rất là khủng về mặt âm thanh. Thì các bạn thấy rồi, bát đánh rất là mạnh, mềm, xuống sâu. Đặc biệt là giọng hát chúng ta nổi lồng lộng như gió núi vậy. Những người mà giọng yếu chỉ cần hát rất nhẹ vào đây thôi, nhưng đã thấy giọng mình nổi lên rất là mạnh mẽ rồi. Và các bạn thấy là bát đánh rất là khủng. Các bạn có thể vào YouTube để tìm những cái bản tôi đã test rồi. Đây là model KH10, quay lưng một chiếc lại thì để các bạn nhìn thấy. Đấy, nó có cả chế độ đánh bút và chế độ đánh flat. Các bạn nhìn thấy rõ cái công tắc này này. Đấy, đây là một trong cách thiết kế rất là cao cấp, đánh bút hoặc đánh flat các bạn nhé. Thì các bạn hãy để ở hướng flat này là cái hướng mặc định, còn không ta chuyển sang chế độ đánh ưu tiên cho cái tiếng bass thì các bạn sẽ thấy là tiếng trầm sẽ mạnh mẽ hơn, thì tùy theo sở thích các bạn. Củ của nó thì to như cái bass ăn cơm này, rất là nặng. Đấy, củ bass của nó là củ ferrit. Thế còn lại là chép của nó là nam châm đất hiếm. Đấy, anh em chúng tôi đã tuyển kỹ và dán tem kiểm định của chúng tôi vào rồi. Cứ có tem của chúng tôi là các bạn cứ thoải mái. Khi các bạn đến với chúng tôi nhé, tôi tiện thì nói luôn. Có nhiều anh em cứ bảo là bác ơi em ở Sài Gòn em mua thì anh em không cho tháo lòng kiểm tra, và tin nhau thì mua. Thế tôi nói các bạn đây này, hàng mới hàng cũ, nếu mới thì nhiều khi các bạn cũng không cần phải tháo. Ví dụ như những dòng hàng mới nguyên thùng của nhà máy kia các bạn không phải lo. Nhưng còn đối với những hàng bãi thì các bạn cứ yêu cầu, kể cả âm ly, kể cả loa, cứ tháo ra kiểm tra lòng phèo thoải mái. Anh em chúng tôi cũng thế. Tôi tuyển tôi cũng phải tháo, tôi kiểm tra kỹ tôi mới tuyển. Đây này, đây là nam châm đất hiếm các bạn nhé, củ của nó đấy, củ chép của nó ấy. Những dòng KH thì nó sử dụng nam châm đất hiếm, còn bát của nó là nam châm ferrit, rất là nặng. Đấy, các bạn nhìn vào cái phân tần này này, ấn tượng này. Đấy, cái phân tần của nó lớn mà nó khủng, to như quyển sách ấy. Các bạn nhìn thấy dày đặc các linh kiện, nào thì những cuộn cảm, nào thì những trở sứ. Đấy, thì các bạn thấy có tới 3 cuộn cảm lớn. Có cái tác dụng đó là nó sẽ làm ngưng tụ, tức là làm đều cho cái giải điện áp khi đi vào. Các bạn biết là cái quá trình dao động thì cái điện áp nó có cái sự ngắt quãng theo pha, các bạn biết rồi ạ. Thì để cho ổn định, và người ta đã tạo ra những cái cuộn cảm để nó bù ở những cái pha mà
khi cái dòng điện nó đi xuống. Tôi nói vật lý bạn nào biết rồi đấy. Thì những cái cuộn cảm này làm cho tiếng bass rất là mạnh, sâu, và những con tụ, những con trở kia có tác dụng lọc và bảo vệ loa, đồng thời làm cho cái tiếng chép và tiếng mid trở nên sáng. Thì các bạn thấy là những dòng KH thì thường tiếng của nó sẽ sáng hơn những dòng là UK một chút nhờ sử dụng nam châm đất hiếm. Các bạn thân mến, cặp loa này thì sử dụng bass 25 và có giá chỉ 7.800.000 đồng. Thì các bạn thấy là trước đây thì những cặp như thế này có giá tới 8 triệu đồng ở những dịp Tết, và dịp này thì chúng tôi tuyển được những cái cặp rất là đẹp, xịn sò như thế này, giá chỉ 7.800.000 đồng. Các bạn nhớ vào YouTube gõ chữ Cương Audio DK. Đấy, có thể gõ cụ thể luôn là KH10 cũng được. Đấy, dòng này bass 25, tiếng rất là mạnh mẽ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, tôi sẽ test để các bạn cùng thưởng thức. Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù, thương mến anh vượt đường xa đến đây. Mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say, diệt thù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu. Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này, khi chiến tranh còn gầy thêm máu lửa thì mong mơ xin trả hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhờ anh. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao, khi đêm đêm súng căm hờn vẫn đôi trao, anh vẫn đi anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình. Ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều, ta cố vui vì mãi xa cách rồi. Dù thời gian có bóng xế qua mảnh, nhưng đêm này con nghĩ mãi.